cách phân loại khác của danh từ. Đối với cách phân loại khác danh từ thì chúng ta xem nó là số đếm được hay không đếm được. Vậy chúng ta phân loại như sau. Thứ nhất là danh từ đếm được. Và thứ hai là danh từ không đếm được. Đối với danh từ đếm được này thì chúng ta lại phân loại thành danh từ đếm được ở số nhiều và danh từ đếm được số ít. Thì đối với TOEFL thì chúng ta chỉ quan tâm là danh từ có S và danh từ không S thôi. Vậy danh từ đếm được số nhiều thì nó chính là danh từ có S. Còn danh từ đếm được số ít nó là danh từ không có S. Còn danh từ không đếm được là danh từ không có S. Chúng ta chỉ quan tâm cái này thôi. Xin chào các bạn.